Đây là bài viết Tâm sự chuyện học ngành ngôn ngữ Anh của tác giả Be Inspired. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. Ngôn ngữ Anh là gì? Ngôn ngữ Anh sẽ học về những gì? Làm sao để có thể theo được ngành ngôn ngữ Anh? Học ngôn ngữ Anh xong thì làm gì? Mình có hối hận khi đã lựa chọn theo học ngành ngôn ngữ Anh không? Đó là một trong số rất nhiều các câu hỏi dạo gần đây mình nhận được từ các em khóa dưới. Do vậy, hôm nay, bằng những kinh nghiệm mình đã có trong suốt 3 năm theo học ngành ngôn ngữ Anh và dưới sự tham khảo của một số bài viết, mình xin mạn phép được tổng hợp chúng lại dưới dạng bài viết chia sẻ những quan điểm cá nhân về ngành học ngôn ngữ Anh này. Mong là bài viết này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn độc giả, giúp các bạn có cái nhìn tường tận, cụ thể và đa chiều hơn về ngành ngôn ngữ Anh. 1. Định nghĩa. Trước tiên, xét về mặt ngôn ngữ để phân tích thì ngôn ngữ Anh chính là một cụm danh từ ghép gồm hai yếu tố là ngôn ngữ và Anh trong tiếng Anh. Trong cuốn giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học do Nguyễn Thiện Giáp chủ biên, ngôn ngữ được khẳng định là một hình thái xã hội đặc biệt dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Marx vì 1. Nó phục vụ xã hội với tư cách là phương tiện giao tiếp. 2. Nó thể hiện ý thức xã hội. 3. Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Ngôn ngữ đảm nhiệm hai chức năng chính, đó là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người và là phương tiện của tư duy. Từ định nghĩa trên, ta có thể thấy tiếng Anh về cơ bản chính là một phương tiện giao tiếp của một hoặc một số cộng đồng người ở phương Tây. Học ngôn ngữ Anh cũng giống như là học tiếng Việt. Chúng mình sẽ học và đi sâu và nghiên cứu phân tích những đặc điểm của tiếng Anh, qua đó hiểu hơn về văn hóa, xã hội, con người của các quốc gia nói tiếng Anh. Nói một cách tổng quan, trên trang báo điện tử edu2review.com, ngành ngôn ngữ tiếng Anh được định nghĩa là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh. Đồng thời, đây còn là ngành nghiên cứu về lịch sử, con người, văn hóa của các quốc gia, dân tộc sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó, trong quá trình đào tạo, người học còn được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, tài chính, du lịch, sự kiện, giảng dạy, v.v. để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm hiện nay. 2. Chương trình đào tạo. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân 3 năm học ngành ngôn ngữ Anh, về cơ bản, sinh viên chúng mình sẽ phải hoàn thành chương trình học của hai khối kiến thức chính. 1. Kiến thức giáo dục đại cương, hay còn gọi là khối kiến thức chung. Và 2. Là kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, gồm các kiến thức cơ sở của khối ngành và kiến thức chuyên ngành. 1. Trong khối kiến thức giáo dục đại cương, chúng mình sẽ học những kiến thức cơ bản về các môn lý luận chính trị, là những nguyên lý của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh, ngoại ngữ 2 bao gồm Trung, Hàn, Nhật, v.v. Phần lớn những kiến thức này sẽ được học ở những kỳ đầu tiên của năm nhất đến năm 2. 2. Trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thì sẽ bao gồm kiến thức cơ sở. Đây là khối kiến thức nền tảng trang bị cho sinh viên các kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết, ngữ âm, ngữ pháp. Các kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng Anh như là ngữ âm, âm vị học, ngữ nghĩa. Ngoài ra trong quá trình học, mình cũng được mở rộng vốn kiến thức về văn hóa xã hội qua những môn như là văn học Anh Mỹ, đất nước học các nước nói tiếng Anh, v.v. Về kiến thức chuyên ngành, ở khối này mỗi trường đại học sẽ có một chương trình đào tạo khác nhau. Có trường sẽ cho sinh viên lựa chọn, có trường sẽ chủ động định hướng cho sinh viên. Ví dụ, trường mình theo học là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Về đặc điểm trường mình thì chủ yếu là đào tạo về các ngành kỹ thuật như là cơ khí, điện tử. Do vậy, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh chúng mình được định hướng cụ thể sẽ theo ngành biên phiên dịch tiếng Anh. 3. Nên hay không nên học ngành ngôn ngữ Anh? Một cách khách quan mà nói thì việc lựa chọn ngành học phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là tính cách, sở thích, năng lực, đam mê và tài chính. Do vậy, khi đưa ra các lời khuyên cho các em khóa dưới, điều đầu tiên mình làm là thường đặt ngược lại cho các em những câu hỏi như: em là một người như thế nào? Em có thật sự thấy thích và hứng thú với tiếng Anh không? Sau đó mình sẽ chia sẻ với các em một số cảm nhận của cá nhân mình về ngành học ngôn ngữ Anh như sau. 1. Ngôn ngữ Anh là ngành học đi sâu vào các lĩnh vực, khía cạnh của tiếng Anh, nên điều kiện tiên quyết đó là chúng mình cần có niềm đam mê và tình yêu với tiếng Anh.
Hay nói cách khác là chúng mình cần có sở thích muốn được học và tìm hiểu về các lĩnh vực khác bằng tiếng Anh. 2. Ngôn ngữ Anh là một ngành học nói dễ thì cũng không phải, nhưng nói khó thì cũng không hẳn. Đây là ngành học đòi hỏi một sự nỗ lực, phải thật kiên trì và bền bỉ. Hay nói cách khác, đó chính là phải chăm thì mới học được. Dĩ nhiên điều này không phải là đúng trong mọi trường hợp, vì có nhiều bạn vốn kiến thức nền tiếng Anh đã chắc từ hồi cấp 3, nên là những học phần đầu tiên có thể không cần phải học mà điểm số vẫn cao. Tuy nhiên, thành phần này thì không nhiều đâu, và có nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ diễn ra ở những học phần đầu tiên như là nghe, nói, đọc, viết 1-2. Vì sang đến 3, kiến thức nâng cao một cách vượt bậc trông thấy luôn. Ngôn ngữ mà, nó phát triển theo thời gian, nên nếu mình cứ bình tĩnh dậm chân tại chỗ, không chịu trau dồi vốn từ vựng, ngữ pháp, rèn luyện kỹ năng hàng ngày, thì tất nhiên sẽ không có nhiều tiến bộ. 3. Để học được ngôn ngữ Anh, kỹ năng tự học và tự nghiên cứu là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ bài tập của các học phần vô cùng nhiều, hầu như đều là những assignment, project, presentation. Thời lượng học trên lớp thì vô cùng ít, nên để hoàn thành tốt các bài tập trên, mình phải dành ra khá nhiều thời gian tự học ở nhà và trên thư viện để đọc thêm tài liệu. 4. Tinh thần hợp tác, cầu thị, khiêm tốn chính là những điều mà mình thấy cần có đối với một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Cụ thể thì trong vấn đề học tập như mình đã đề cập ở trên, khối lượng bài tập của ngành thật sự rất nhiều. Thời hạn lại đòi hỏi phải hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Nên làm việc nhóm chính là một giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu suất công việc. Do vậy, trong quá trình làm việc nhóm đối với các bạn, chúng mình cần học cách trở nên khiêm tốn hơn, hạ bớt cái tôi cá nhân của bản thân xuống để biết cách lắng nghe, hợp tác và đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề. Ngoài ra, mình cũng cho rằng những tinh thần này vô cùng cần thiết trong các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là trong môi trường của các câu lạc bộ, tập thể đoàn, hội, v.v. 5. Điều cuối cùng mình muốn đề cập đến đó là vấn đề tài chính. Vì học ngoại ngữ rất cần phải có sự đầu tư, không chỉ là về thời gian mà còn là tiền bạc nữa. Nguồn tiền đó có thể là học phí, giáo trình hay là lệ phí cho các kỳ thi chứng chỉ quốc tế, ví dụ như là IELTS. Nên là gì thì gì, để có thể theo học được ngành ngôn ngữ Anh một cách toàn tâm toàn ý, vấn đề tài chính là một vấn đề rất đáng để lưu tâm. 4. Học ngôn ngữ Anh thì mai sau làm việc gì? Nói về cơ hội việc làm, người học ngành này thường chia ra làm hai trường phái. 1. Tiêu cực, 2. Tích cực. Đối với nhóm theo trường phái tiêu cực, tức là những bạn cảm thấy mình đã sai lầm khi lựa chọn ngành, trong quá trình học cảm thấy bản thân không thích hợp, sẽ cho rằng việc học ngành này là vô bổ, các kiến thức không có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Suy ra, cơ hội việc làm với những bạn này rất ít, ra trường thường khó kiếm việc làm hoặc là làm trái ngành, trái nghề. Còn đối với nhóm theo trường phái tích cực, tức là những bạn đã may mắn chọn được đúng ngành, trong quá trình học thường luôn cảm thấy bản thân như là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, luôn cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hàng ngày để có thể vận dụng các kiến thức học được vào cuộc sống. Cơ hội việc làm đối với nhóm này cũng theo đó mà rộng mở hơn, mức độ thất nghiệp cũng sẽ thấp hơn nhóm tiêu cực. Dưới đây là một số vị trí việc làm dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Biên phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, lễ tân, hướng dẫn du lịch, trợ lý, thư ký, điều phối dự án. 5. Lời kết. Trên đây là một số quan điểm của mình về ngành ngôn ngữ Anh, mong rằng chúng sẽ hữu ích đối với các bạn. Đối với mình, ngôn ngữ Anh là một ngành học rộng, đòi hỏi người học phải không ngừng thay đổi với nỗ lực và cố gắng. Mặc dù trong thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa đạt được nhiều thành công nhất định, nhưng khi nhìn lại, mình thấy mình không nuối tiếc. Tương lai phía trước thì vẫn còn là một ẩn số. Trong mình thú thực thì vẫn còn rất là nhiều điều băn khoăn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mình vẫn luôn tin vào câu nói của ông già nói với anh chàng Santiago trong Nhà giả kim. Nếu ta quyết tâm, thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức. Be nice, be kind, and shine the light. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Và đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!